Thưa quý vị, tiếp tục thông tin vụ việc 4 tiếp viên hàng không sách tay 10kg ma túy vào Việt Nam. Có rất nhiều tình huống pháp lý được đưa ra trong vụ việc này. Đây là một vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều người và gây hoang mang trong dư luận xã hội. Bởi vậy, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ để có kết luận hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật chính pháp cho biết, với kết quả xác minh ban đầu cơ quan chức năng có căn cứ cho thấy đây là số lượng lớn chất ma túy được giấu trong các hộp kem đánh răng số ma túy này được vận chuyển trái phép từ pháp về việt nam đã xác định được danh tính người vận chuyển trái phép chất ma túy tuy nhiên hành vi của những người này chỉ thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm nếu như có lỗi có động cơ mục đích thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy Nói cách khác, cơ quan điều tra chỉ có thể khởi tố bị can đối với các nữ tiếp viên hàng không này nếu có căn cứ cho thấy bốn người biết đây là chất ma túy mà vẫn cố tình vận chuyển. Nếu có căn cứ cho thấy các nữ tiếp viên hàng không này biết đây là chất ma túy, thì những người này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình, bởi số lượng ma túy đặc biệt lớn. Trường hợp các nữ tiếp viên này không biết là chất ma túy, thì vẫn có thể xem xét xử lý về hành vi buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác nếu có. mặc dù rất nhiều bài học liên quan đến việc cầm hộ giữa hộ hàng hóa ở sân bay đã bị bắt và khởi tố vì vận chuyển hàng cấm xảy ra tuy nhiên nhiều người cho rằng mình không biết nên không có tội và vô tư cầm hộ cầm giúp hàng hóa cho người khác thực tế để chứng minh là cầm hộ cầm hộ ai trả hàng hóa cho ai như thế nào sẽ rất khó khăn nếu như vụ việc bị bại lộ bị công an bắt giữ bởi các đối tượng chủ sở hữu mua bán hàng cấm có thủ đoạn xảo quyệt và rất ít khi có thông tin cụ thể hoặc đôi khi là thông tin giả để đối phó khi bị bại lộ Sáng nay ngày 18 tháng 3, các tổ công tác của Công an thành phố Cần Thơ gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các địa phương đã đồng loạt kiểm tra hành chính 13 địa điểm kinh doanh của công ty S88 trên địa bàn thành phố này. Tại Cần Thơ, công ty F88 có trụ sở chính tại số 17B cách mạng tháng 8, phường An Thới, quận Bình Thủy. Trên địa bàn quận Ninh Kiều, công ty F88 có 4 địa điểm kinh doanh nằm trên đường 30 tháng 4, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt và đường Nguyễn Trãi. Công an thành phố Cần Thơ đã thực hiện kiểm tra hành chính như việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an. Làm nhiệm vụ lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, công an các tỉnh thành bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, sóc trăng, tiền giang cũng đã vào cuộc khám xét các chi nhánh khác của công ty S88 trên địa bàn. Riêng tại tiền giang thì lực lượng chức năng xác định các điểm kinh doanh cho vay cầm cố tài sản với mức lãi suất phải trả là 7,5% một tháng nhưng đối phó với cơ quan chức năng bằng cách chia thành các mức lãi suất nhỏ và đề ra nhiều loại thuế phí khác. Công ty s 88 chuyên cho vay tiền, có hàng trăm nhân viên tham gia thu hồi nợ và trong thời gian qua bị dư luận phản ánh nhiều bức xúc. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ vừa lấy ý kiến về dự thảo Bộ Quy tắc Đạo đức Công vụ, trong đó nêu rõ khi tiếp xúc với dân, cán bộ công chức không có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, gây căng thẳng, bức xúc, gợi ý nhằm trục lợi cá nhân. Dự thảo nghị định gồm 5 chương với 25 điều, trong đó một chương quy định về những chuẩn mực giao tiếp ứng xử của cán bộ công chức viên chức cụ thể trong giao tiếp với dân cán bộ công chức viên chức không được chỉ thề không nói tiếng lóng quát nạt quát dọa nạt không có hành vi lời nói hạch sách nhũng nhiễu gây căng thẳng bức xúc gợi ý nhằm trục lợi cá nhân với đồng nghiệp không bẻ phái có lời nói hành động gây mất đoàn kết nội bộ không nói đúng sự thật hạ uy tín trả thù cá nhân trong cơ quan đơn vị cán bộ công chức viên chức phải nêu gương trong sinh hoạt thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng lối sống lành mạnh, không có hành vi bạo lực gia đình. Ngoài ra, còn có quy định rõ về việc không chơi các trò chơi, sử dụng thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc, không uống rượu bia, đồ uống có cồn trước trong một giờ làm việc, giờ nghỉ trưa các ngày làm việc bộ nội vụ nêu rõ vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như là một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn bộc lộ sự yếu kém trong giao tiếp ứng xử với người dân tổ chức và đồng nghiệp do đó cần phải nghiên cứu xây dựng và ban hành nghị định bộ quy tắc đạo đức công vụ làm căn cứ để các bộ và địa phương thực hiện nghiêm túc thống nhất trên cả nước Thưa quý vị, trước đây đơn vị tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội mỗi ngày đón tiếp từ 400 đến 500 đối tượng đến tiêm chủng các loại vaccine dịch vụ, cao điểm có những ngày lên tới 1.000 cho tới 1.200 người. Tuy nhiên, do thiếu vaccine nên toàn bộ các điểm tiêm dịch vụ của CDC Hà Nội đang phải tạm dừng hơn một năm nay. Và đây cũng là tình trạng chung của nhiều cơ sở y tế công. Theo đó, nhiều cơ sở y tế công tại Hà Nội hiện nay nhiều nơi đã dừng phòng tiêm chủng do không có vaccine là đơn vị tiêm chủng lớn tại thủ đô nhưng suốt một năm qua các phòng tiêm vaccine dịch vụ của đơn vị cdc hà nội vẫn cửa đóng then cài trong khi đó các đơn vị tiêm chủng dịch vụ tư nhân vẫn có đủ vaccine để cung ứng cho người dân do vướng mắc tại các cơ sở y tế công lập trong lĩnh vực y tế dự phòng chính là vấn đề đấu thầu với vaccine dịch vụ nhất là vaccine phòng bệnh dạy nên vẫn đến tình trạng thiếu nhiều công ty cổ phần y tế cho biết việc đấu thầu cho vaccine dịch vụ tự nguyện là điều không cần thiết và không phản ánh đúng. Vì khi đấu thầu lựa chọn sản phẩm thì người dân sẽ mất đi quyền được lựa chọn chủng loại vaccine phù hợp với điều kiện của họ. Thưa quý vị, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới mới đây tuyên bố bà Marie McCoy, 85 tuổi, người Mỹ, là nữ phát thanh viên công tác lâu năm nhất trên thế giới với trên 7 thập niên lên sóng liên tục. Con đường đến với kỷ lục Guinness của bà McCoy bắt đầu từ khi gia đình bà chuyển đến Conroe, bang Texas, cách Houston khoảng 64 km, về phía Bắc vào cuối những năm 1940. Bốn tháng sau đó, McCoy được nhận vị trí phát thanh viên và bà đã gắn bó với công việc này cho đến nay, ngay cả khi đài phát thanh chuyển chủ sở hữu và chuyển tên đài từ Kurt, nay là K-Star. Ngày đầu tiên làm việc của bà McCoy tại đài phát thanh là vào ngày 20 tháng 4 năm 1951. Ngoài thời gian cống hiến cho cây Star, bà còn dẫn chương trình âm nhạc đồng quê kinh điển thời lượng 2 tiếng đồng hồ 6 ngày trong tuần. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới cho biết bà McCoy đã đánh bại người giữ kỷ lục trước đó về sự nghiệp nữ phát thanh viên với tranh lệch là 3 năm. Bà McCoy cho biết đặc biệt tự hào vì đã đạt được kỷ lục thế giới. McCoy cũng bổ sung rằng tình cảm với cộng đồng ở Conroe là động lực chính giúp bà giữ vai trò của mình trong nhiều năm. Một câu chuyện hy hi hữu đã xảy ra tại Trung Quốc khi gia đình có con bị bắt cóc lại mong muốn hợp tác với kẻ bắt cóc để tìm con thất lạc suốt 24 năm. Câu chuyện thu hút quan tâm mạnh mẽ trên mạng xã hội nước này. Bà Wang Lei bị bắt cóc vào năm 1999 khi cậu bé 14,5 tuổi. Mẹ của bé là Tang Wei -hua cùng chồng mở cửa buôn bán đồ điện tử tại Thượng Hải. Kẻ bắt cóc là Li Wei, nhân viên của cửa hàng. Một tháng sau khi Wang Lê bị bắt cóc, Ly cũng bị cảnh sát bắt giữ gần quê nhà ở Liễu Châu, thành phố thuộc khu tự trị dân tập trang Quảng Tây. Năm 2011, Ly bị kết án trung thân. Suốt 24 năm, Tăng và chồng thường xuyên đến Quảng Tây tìm con. Tăng và chồng cũng tiếp cận bố và anh chị em của Ly để nhờ họ viết thư cho Ly, hy vọng là anh ta sẽ tiết lộ manh mối. Ly được giảm án vì thi hành án tốt và được trả tự do vào tháng 11 năm 2022. Sau nhiều ngày thuyết phục, Lee cuối cùng đồng ý thực hiện lại lộ trình mà anh ta đã làm 24 năm trước. Nhưng hành trình tìm Wang Lei vẫn chưa có kết quả. Hành trình tìm con của Tang một lần nữa làm nổi bật vấn đề bắt cóc trẻ em nghiêm trọng tại Trung Quốc. Tỷ lệ sinh thấp, tình trạng giả hóa dân số khiến giới chức Nhật Bản đối mặt với không ít thách thức. Tại một ngôi làng ở Nhật Bản, trong suốt một phần tư thế kỷ, không có em bé nào chào đời. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng của quả bom khủng hoảng dân số ở xứ sở Hoa Anh Đào. Khi Kentaro Yokobori ra đời cách đây gần 7 năm, cậu là đứa trẻ đầu tiên được sinh ra ở Sojo, làng Kawakami, Nhật Bản trong 25 năm. Với nhiều người dân làng, sự xuất hiện của một cậu bé như một phép màu, dân làng đến chúc mừng đều là những người đã cao tuổi. Suốt một phần tư thế kỷ, không có trẻ em nào chào đời. Dân số của ngôi làng này đã giảm từ 6.000 người cách đây 40 năm xuống còn 1.150 người. Người già qua đời, người trẻ rời đi, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang. Kawakami chỉ là một trong số nhiều thị trấn và ngôi làng ở vùng nông thôn bị bỏ quên khi thế hệ trẻ có xu hướng chuyển đến định cư ở các thành phố lớn. Hơn 90% dân số Nhật Bản hiện sống ở các khu vực thành thị như là Tokyo, Osaka hay là Kyoto. Năm 2022, số trẻ em ra đời ở Nhật Bản là gần 800.000 trẻ, thấp nhất kể từ khi thống kê số liệu năm 1982.